Vâng, em chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Thì video này em qua gửi cho anh Phú ở Thanh Hóa, lo của bác đây nha. Canh xanh nha các bác, canh xanh rất là đẹp. Dòng 88A99A nó có nhiều đời, đời canh xanh và đời canh nâu. Mình chơi được canh xanh thì nó nổi trội hơn ở phần thẩm mỹ một tí. Cặp lo này em bán với giá là 23.500.000, 88A em vẫn bán giá đó nha, 23.500.000. Lúc trước thì đầu năm thì giá nó chỉ có 23 thôi. Đây, còn nguyên bụi nha. Đây, hai lo chung, hai lo chép giấy và một siêu chép kẹp, là một bát 30. Tất cả là gần vải hết nha các bác, gần vải. Còn nguyên bụi này. Rất là đẹp nha. Đây em sẽ qua cảnh loa để bác cùng xem. Và các bác ở miền Tổ quốc có nhu cầu về những sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Qua hai số điện thoại phía trên màn hình 0978338144 hay là 0965770277. Em giao hàng toàn quốc. Các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Đây là phía trên nắp của sản phẩm, phần gỗ rất là đẹp. Đây là cạnh của loa, chiếc đầu tiên và chiếc thứ hai. Tổng quan. Đây là cạnh phải của cặp loa. Đây là cái đầu tiên. Cái thứ hai. Trong đây là thùng gỗ lạng nên mỗi sản phẩm nó đều có một vân gỗ khác nhau. Phía sau của sản phẩm là trạm loa và những biến áp điều chỉnh chát và chét và mic. Đấy, rất là đẹp nha các bác, còn tem. Đấy, còn đầy đủ nha, rất là mộc mạc. Cặp loa này giá 23.500.000 đã bao ship cho các bác. Các bác nào có nhu cầu về những 88A99A thì cứ alo trực tiếp cho em nha. 99A và em có loại bình thường và loại thùng xốp đều có nha, giá nó dao động trên 40. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác, em cũng đóng hàng và gửi cho bác, loa em test rồi, ok rồi.